Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người với những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một cái căn nhà nhà dân gửi bán mọi người nhé. Nhà này là cô chú ý mua về và không sử dụng nên là lại nhờ em Ánh gửi bán cho lại toàn thể quý khách hàng. Thì cái thông số nhà là như sau: diện tích là 38m², xây dựng là 4 tầng, mặt tiền của ngôi nhà là 4m2, ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô đi lại là 30m mọi người nhé. Căn nhà này đã đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Và căn này là căn trong cùng thì là tận dụng được một cái khoảng không, khoảng ngõ trước nhà mọi người ạ. Đấy, để sau này ví dụ mà có để xe máy hoặc là khách đến thì là để xe thoải mái trước cửa nhà mình luôn. Cái mặt tiền của ngôi nhà thì là đều được ốp gạch 60-60 granite. Cửa kính của ngôi nhà là được cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính mọi người nhé. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em, phòng chính của ngôi nhà. Thực ra căn phòng nhà, cái căn nhà này thì được thiết kế là phòng khách ở trên tầng 2, nhưng mà cô chú ý chủ nhà thì là để tạm bộ bàn ghế ở dưới tầng 1 mọi người ạ. Cái em quên nói hướng nhà là hướng đông nam và giá chào bán 1,7 tỷ đồng có thương lượng mọi người nhá. Đây chính là phía bên trong của ngôi nhà. Đây tầng 1 của ngôi nhà cô chú hiện tại đang là để một bộ cái bàn, một bộ bàn ghế rất là đẹp. Bộ bàn ghế, kệ tivi. Đây mọi người này, mọi người có thể quan sát một chút, kỹ hơn một chút về cái căn nhà có nội thất. Căn nhà này thì cũng mới chỉ chuyển đồ về thôi chứ chưa ở đâu cả nhà. Hướng nhà thì hướng đông nam. Giá thì chỉ 1,7 tỷ đồng thôi, rất là hợp lý. Đây chính là bộ bàn ghế đây. Bộ bàn ghế rất là rộng. Thì thực ra để mà nói cô chú cũng nhờ em Ánh là nếu như mà chủ mặc quý khách hàng mua mà có không ưng bộ bàn ghế thì có thể là thương lượng mọi người nhá. Đây chính là kệ tivi đây mọi người ơi, rất là rộng. Và đây chính là bàn ăn mọi người ạ. Đây chính là bộ bàn ăn và ghế thì hiện tại đang ở trên tầng 2, tại vì là xác định là không ở cho nên là không chuyển lên trên tầng ấy, bộ phòng khách không chuyển lên trên tầng, còn cái này là thuộc phòng bếp mọi người ạ. Và ở phòng chính của ngôi nhà nó có một hệ thống rèm cửa mọi người nhé. Đây này, hệ thống rèm cửa cho tầng 1 rất là đẹp. Căn nhà này thì thực 100% là chưa ở mọi người nhé. Mời mọi người hướng vào phía phòng bếp cùng em Ánh nhé. Đây chính là phía phòng bếp của cái căn nhà này đây, rất là rộng, cũng đã được chủ nhà sắp xếp là bát đĩa cũng như là đồ dùng bếp, thì có để lại bếp từ mọi người nhé. Đây chính là bếp từ đây đó, hệ thống tủ bếp được làm bằng gỗ lim đây. Hướng nhà thì hướng đông nam rất là mát, đông thì ấm, hè thì mát. Tầng 1 của cái ngôi nhà này là có một nhà vệ sinh mọi người nhé. Đây chính là phòng vệ sinh của tầng 1, đầy đủ thiết kế đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa, bồn cầu Vigracera mọi người nhé. Hệ thống tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi rất là đẹp mọi người ơi. Đây, đây chính là hệ thống tay vịn cầu thang. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Đây cầu thang dẫn đi lên rất là rộng, được lát gạch, được lát đá granite màu xanh mọi người nhá. Trên tầng 2 của ngôi nhà đây. Thực tế mà nói thì cái căn nhà này tầng 2 mới là phòng khách mọi người ạ. Đó, chính ra cái bộ bàn ghế ở dưới nhà là phải được thiết kế ở trên đây. Đây mọi người để ý này, ở trên phía cầu thang nó có cửa sổ ngách hướng ra bên ngoài đây, rất là thoáng, lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái ngôi nhà này. Đây chính là phía phòng khách mọi người nhé. Đây mới chính là phía phòng khách ạ. Đây, hệ thống đèn led trần thạch cao đều được thiết
bị thiết kế đầy đủ hết rồi, ống chờ, dây chờ điều hòa. Và đây chính là những cái chiếc ghế của bộ bàn ăn ở dưới tầng 1 em Ánh vừa giới thiệu cho mọi người. Tạm thời thì là chủ nhà cứ để đây đã. Đó. Còn sau này về thì mọi người tính sau. Toàn bộ đồ nội thất khi mà em Ánh quay như này là chủ nhà có để lại trong cái gói cái giá 1,7 tỷ nhá. Còn nếu như mà mọi người không muốn sử dụng những cái đồ nội thất này thì có thể thương lượng. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Cầu thang đi lên rất là rộng, toàn bộ tay vịn từ tầng 1 lên tầng 4 đều là làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Trên tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây chính là cái căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà mọi người ơi, đây đây đây. Có 3 cái cửa sổ cơ ạ, đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ điều hòa. Cửa sổ thì được thiết kế 2 lớp, lớp ngoài là nhôm Việt Pháp, bên trong là sắt hộp sơn tĩnh điện. Cái phòng ngủ này rất là rộng, cái căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 13 đến 14 mét vuông mọi người nhá. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà, thửa cửa thông phòng ngủ đều được là thiết kế bằng chất liệu gỗ lim đây ạ. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì đây phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Đây. Bồn cầu Vigracera, chậu Vigracera, hệ thống sen vòi, thiết bị vệ sinh đầy đủ rồi. Mà mọi người hướng sang cái phía căn phòng ngủ thứ 2. Căn phòng ngủ thứ 2 thì có được kê một chiếc giường mọi người nhá. Đây, giường này chủ nhà cũng để lại cho quý khách hàng nếu như mà khách hàng có mong muốn để lại. Hệ thống đây, cửa phòng ngủ rất là thoáng mọi người ạ. Căn phòng này thì rất là rộng. Căn phòng ngủ này đấy, như theo mọi người nhìn thấy ở trên video em quay ấy, thì là có, đây chính là vị trí để giường rồi. Thì đây là có thể là để tủ này, tủ quần áo, bàn phấn. Rất là rộng. Cái giường này là 1m8, 2m đấy nha mọi người nhá. Đó. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Vị trí em quên không nói với mọi người nhà, vị trí của cái căn nhà này là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trên đây chính là cái phía tầng 4 đây. Tầng 4 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Thì xin mọi người, mời mọi người hướng theo em vào cái phía phòng ngủ đây. Phòng ngủ tầng 4 đây. Được chủ nhà thiết kế một bộ rèm cửa rất là đẹp. Đó. Đây. Tầng 4 là cũng có một nhà vệ sinh mọi người nhé. Đây. Chính là phòng vệ sinh đây. Màu sắc của cái trong cái nhà vệ sinh này được ốp gạch 30-60 rất là nhã nhặn cả nhà. Đây, hệ thống gương, bồn cầu. Mà mọi người hướng vào phía cái căn phòng thờ cùng em. Đây. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Cái cách bố trí trong phòng thờ cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Đó. Và đây chính là phía khu vực sân phơi. Đây chính là phía khu vực sân phơi mọi người nhé. Cái vị trí của cái căn nhà này thì cũng rất là thuận tiện đi lại. Từ vị trí của căn nhà này mà nhìn ra khu đô thị Đô Nghĩa nó rơi khoảng tầm 1,5 km thôi, cách khu đô thị Dương Nội, cách chung cư Dương Nội, cầu vượt Dương Nội nó rơi khoảng tầm 3 km, cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km cả nhà nhá. Thì em Ánh xin nhắc lại một lần nữa về cái căn nhà này như sau. Diện tích là 38m², xây dựng thiết kế là 4 tầng, giá chào bán là 1,7 tỷ. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Và cái giá bán là 1,7 tỷ đúng không ạ? Thì cái vị trí của căn nhà này là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Nếu như mà mọi người xem video của em mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em đấy, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like video cũng như là đăng ký kênh và là hãy ấn chuông nhá, để có thể là những người khách đầu tiên xem được những cái video tiếp theo về bất động sản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.